Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Tường Vi, mình đến từ thành phố Tây Ninh. Hôm nay mình rất vui khi được cấp visa du học Mỹ. Mình muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình đến với các bạn mà có dự định đi du học sắp tới. Do đó thì cũng không có hồi hộp mấy, tại vì những cái người lãnh sự thì người ta rất là vui vẻ, hòa đồng với mình. Thì người ta hỏi thì rất là dễ nghe. Nói chung là mình tự tin là được. Mình thấy là thấy dễ, với lại khi mà phỏng vấn mình họ rất là vui vẻ, nói chuyện với mình y chang là một cuộc trò chuyện nhỏ thôi, để mà cho mình có để xác định được về là mình có muốn qua Mỹ để học thật sự không. Những cái câu hỏi mà lãnh sự hỏi mình á thì rất là dễ, chỉ có hai câu thôi. Hai câu này là mình đã được anh Khôi dạy rồi, nói chung là rất là dễ. Trước khi đi phỏng vấn thì mình còn được anh Bảo Anh tư vấn tâm lý cho mình. Mình rất là tự tin, muốn đi phỏng vấn liền luôn. Là lúc đó là cảm thấy không có còn gì hồi hộp nữa hết á. Trước đó thì mình cảm thấy là sợ, không biết là lãnh sự quan hỏi mình những cái câu hỏi có khó không, có giống như là mình đã học chưa. Rồi mình cảm thấy là rất là hoang mang, không biết là cái đường đi vô lãnh sự quán như thế nào. Rồi sau đó là chị Thúy làm hồ sơ cho mình thì đã vẽ ra cái sơ đồ để cho mình biết được vô đó đi không bị lúng túng. Sau khi học với anh Bảo Anh thì mình thấy là anh Bảo Anh nói chuyện rất là thuyết phục. Cảm thấy là trong người mình có một ngọn lửa là muốn đi vô đó phỏng vấn liền luôn, rất là tự tin, là không biết sao nữa. Anh Bảo Anh nói chuyện rất là hay, nói trúng tim đen không à, nói làm cho mình cảm thấy là nhiệt huyết luôn. Khi mà học với anh Bảo Anh thì mình thấy là rất là vui, nói chuyện rất là thoải mái. Anh Bảo Anh giống như là truyền đạt lại cái kinh nghiệm cho mình vậy, nói chuyện vui vẻ lắm. Rồi anh Bảo Anh nói chuyện thu hút, làm cho mình bị hút theo những cái lời nói đó. Mình như là tự tin hơn. Anh Bảo Anh như là người đốt lên cái ngọn lửa ở trong mình vậy. Mình chọn Mỹ để du học là bởi vì thứ nhất thì mình có người thân đó. Điều đó làm cho ba mẹ mình yên tâm hơn khi mà mình đi du học xa. Còn thứ hai là mình muốn nâng cao cái kỹ năng sống, kỹ năng tiếng Anh của mình, và muốn học hỏi, mở rộng kiến thức, kinh nghiệm của mình sau này. Sau khi qua Mỹ thì mình sẽ học trường Parkland Christian School ở Parkland, Oregon. Mình sẽ học tiếng Anh và chương trình ở trường là 4 năm. Học lớp 9 ở bên Mỹ. Trường em thì có rất là nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, với lại là cơ sở vật chất rất là tốt. Trường em thì có chương trình tiếng Anh đầu vào cho những cái học sinh quốc tế. Sau khi học xong trường em thì mình tiếp tục sẽ được chuyển lên cái trường như là Parkland State University hoặc là University of Parkland. Thêm nữa là cái học phí ở trường vừa phải là $14,780, hợp với điều kiện gia đình em, với lại nhà người thân em á, nó lại gần trường cho nên thuận tiện cho việc đi học của em. Em cảm thấy là làm hồ sơ ở Tân Đại Dương thì mình rất là yên tâm. Tất cả đều có các anh chị giúp đỡ. Hồ sơ thì có chị Thúy làm giùm em. Em đi phỏng vấn thì sẽ không bị lúng túng ở những cái hồ sơ. Sắp xếp thì theo trật tự để mình có thể nhớ và đưa điền cho lãnh sự quán, không bị lúng túng. Các anh chị rất là vui vẻ, hòa đồng. Đặc biệt là anh Khôi có những câu chuyện rất là thực tế, làm cho mình hiểu bài, tiếp thu bài nhanh hơn. Anh Bảo Anh thì dạy về tâm lý cho mình rất là tốt. Anh truyền cái tự tin vào cho mình. Trước khi đi phỏng vấn thì làm cho mình tự tin hơn, đỡ hồi hộp hơn, để vào đó mình có thể trả lời được những cái câu hỏi của lãnh sự quán. Em nghĩ là có visa rồi thì
cũng rất là vui và chắc chắn là sẽ mua vé máy bay liền để sớm chuẩn bị cho cái ngày nhập học của mình. Và các bạn khi mà vô phỏng vấn á, thì mình đừng có lo sợ gì hết á, mình cứ tự tin đi. Với lại anh Bảo Anh á, dạy về tự tin thì làm cho mình tự tin lại thêm tự tin nữa, cho nên không có gì phải lo sợ hết á. Mình cứ nói thoải mái, người ta hỏi gì thì mình cứ nói, người ta sẽ có cái như là niềm tin với mình. Mình nói chắc chắn để cho người ta không phải hỏi lại nữa, thì mình cảm thấy là điều đó tốt cho tất cả các bạn học sinh chuẩn bị đi phỏng vấn. Chúc các bạn sắp phỏng vấn thì sẽ phỏng vấn tốt, đậu được visa giống như mình. Bye bye.